So sánh Nissan Terra 2019 và Ford Everest 2019, tiền nào của nấy. Đắt hơn đối thủ gần 180 triệu đồng. Ford Everest 2019 thực sự hạ đo ván Nissan Terra khi đặt lên một bàn cân SUV tầm giá 1,2 tỷ đồng. Tại triển lãm ô tô Việt Nam 2018, Nissan đã giới thiệu mẫu SUV mới mang tên Terra, nhanh chóng trở thành cái tên được kỳ vọng sẽ làm lên chuyện ở phân khúc đầy cạnh tranh này. Đặt cạnh Terra, Ford Everest cũng chỉ mới cập nhật phiên bản mới vào ngay cuối tháng 9, sớm hơn một chút so với đối thủ người Nhật. Trong lần nâng cấp này, Ford Everest có sự giảm mạnh về giá bán, đồng nghĩa với việc lợi thế của xe cũng tăng lên. Trong khi Nissan Terra có ưu thế nhờ khả năng off-road thực sự ấn tượng, cùng trang bị hấp dẫn thì Ford Everest mới lại cải tiến mạnh mẽ ở cả nội thất lẫn giá bán. Vậy, trong hai cái tên này, ai sẽ là người thực sự đáng bỏ tiền hơn? Hãy cùng chúng tôi tìm ra câu trả lời thông qua bài viết so sánh Nissan Terra 2019 và Ford Everest 2019 dưới đây. Cần chú ý rằng hai phiên bản được nhắc đến trong bài là hai cái tên cao cấp nhất trong dòng tức Nissan Terra 2.5L VL 4x4 và Ford Everest 2.0L AT Titanium 4WD. Hiện tại Nissan Terra chưa phân phối trực tiếp tại Việt Nam. Tuy nhiên phiên bản Nissan Terra 2.5L VL 4x4 được hé lộ ở nước ta có giá dự kiến khoảng 1 tỷ 226 triệu đồng. Được biết, Terra bán ra ở thị trường Philippines với 3 phiên bản và có giá tương đương 650 triệu đến 910 triệu Việt Nam đồng. Nhưng Nissan Việt Nam có thể sẽ chỉ đưa về nước ta 3 phiên bản như sau. Nissan Terra 4x2 MT giá 986 triệu đồng. Nissan Terra 4x2 AT giá 1 tỷ 026 triệu đồng. Và Nissan Terra 4x4 AT giá 1 tỷ 226 triệu đồng. Về phía Everest, mẫu xe Mỹ hiện đang bán ra ở nước ta với 3 phiên bản, giá từ 1 tỷ 112 triệu đến 1 tỷ 399 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất dòng được nhắc đến chính là Everest Titanium 2.0 l Biturbo, trang bị hộp số 10 cấp, giá 1 tỷ 399 triệu đồng. Như vậy nếu so sánh Everest Titanium 2.0 lít Biturbo và Nissan Terra 4x4AT thì có thể thấy Terra rẻ hơn đối thủ tới 173 triệu đồng. Con số này tương đối lớn kể cả với các dòng xe thuộc phân khúc từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 4. Vậy nên tạm thời lợi thế vẫn nghiêng về phía mẫu xe Nhật Bản. Nhìn vào bảng thông số có thể thấy Nissan Terra có chiều dài và chiều rộng nhỉnh hơn Ford Everest 2019 một chút. Nhưng chiều cao lại không bằng Hai xe đều có chiều dài cơ sở là 2.850mm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá Nissan Terra cao hơn một chút khi sở hữu khoảng sáng gầm xe lớn hơn đối thủ, 15mm. Điều này giúp chiếc xe Nhật Bản có thể leo lề tốt hơn đối thủ. Về thiết kế đầu xe, ở phía đầu xe, Ford Everest sở hữu lưới tản nhiệt hầm hố và nhiều đường nét cơ bắp khó tả. Trong khi đó, Terra sử dụng lưới tản nhiệt hình thang V-Motion với các thanh ngang mạ chrome hình mũi hổ. Có vẻ như cả hai mẫu xe đều thể hiện rất rõ ràng phong cách đặc trưng của hãng xe chủ quản. Mẫu xe Mỹ lắp đèn trước hít tự động thay đổi sang đèn cốt nếu như có xe chạy ngược chiều, đi kèm giải LED chạy ban ngày nổi bật. Trong khi đó, cụm đèn pha của Terra tuy khá to nhưng không có đèn híp, Bù lại xe có thêm đèn ban ngày có chức năng bật tắt bên cạnh đó chiếc xe nhật thiết kế hốc đèn sương mù có thanh mạ chrome hấp dẫn nói chung về thiết kế nissan terra trông có vẻ đẹp trung tính hơn nhưng nếu khách hàng thực sự thích vẻ thể thao thì ford lại cuốn hút hơn một chút cùng tiến về phía thân xe ở thân xe cả hai mẫu xe đều dập nổi khá cơ bắp đậm chất suv terra sở hữu các đường gân chạy từ hốc bánh trước đến bánh sau gắn chung với bệ cửa dù vậy, nếu xét về tính thể thao thì chúng tôi vẫn đánh giá Firebird tốt hơn một chút. Cả hai xe đều trang bị gương chiếu hậu có khả năng gập chỉnh điện, gắn đèn báo rẽ. Tuy nhiên Everest thì đặc biệt có thêm sấy kính. Về la răng, Firebird tiếp tục ăn đứt đối thủ khi sở hữu bộ la răng 20 inch cực kỳ hợp cho Abroad hơn hẳn la răng 18 inch của đối thủ. Về thiết kế đuôi xe, Ford Everest và Terra cùng được thiết kế khá gân guốc và cứng cáp theo tiêu chuẩn SUV. Cản sau của hai xe được đẩy cao cho cảm giác vô cùng đầy đặn và ấn tượng. Cản sau của Terra là một mảng nhựa màu đen khá đơn giản, giúp tôn lên ống xả đơn. Còn ở phía Everest, cản sau của xe phủ nhôm kết hợp với cánh lướt gió cho cảm giác càng thể thao hơn. Về đèn hậu, Terra tạo hình cụm đèn hậu hình chữ L đặt ngang. Dạng LED sắc xảo Hai cụm đèn liên kết bằng thanh ngang mạ chrome với đuôi xe là hệ thống cảm biến Trong khi đó, đèn hậu của Firebird lại nhỏ nhắn và tròn trịa hơn một chút Bước vào khoang nội thất Everest và Terra đều sở hữu không gian khá thoải mái nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2850mm. Khu vực hàng ghế thứ ba vốn là khuyết điểm của SUV nay lại khá thoải mái với hai mẫu SUV 1,2 tỷ. Tuy nhiên, Ford Everest vẫn tiếp tục dẫn điểm khi có thêm cửa sổ trời panoramic khiến cho không gian xe thêm thoáng đãng. Về trang bị ghế ngồi, cả hai mẫu xe đều sử dụng ghế bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ở Terra thì hàng ghế thứ hai của xe có thể gập 60-40 trong khi hàng ghế thứ ba gập 50-50 khi cần thêm không gian chứa hành lý. Foeberet cũng không hề nép vế khi trang bị ghế gập điện rất hiện đại và thao tác cực nhanh để tăng không gian chứa hành lý thiết kế tablo của Terra được làm cong giúp nổi bật lên hốc gió điều hòa ở chính giữa sâu xuống dưới là màn hình cảm ứng và loạt nút tính năng được phân bổ khá gọn gàng cạnh khu vực đặt tay lái và đồng hồ lái ngược lại Foeberet lại có tablo khá vuông vức nhưng sang trọng nhiều nhà sản xuất cho rằng từng chi tiết trên bảng điều khiển của chiếc xe Mỹ đều rất tỉ mỉ và có trật tự. Về thiết kế vô lăng, Nissan Terra lắp đặt vô lăng 3 chấu chỉnh 4 hướng, trong khi Everest là dạng 4 chấu cho cảm giác chắc tay hơn. Vô lăng trên hai xe đều tích hợp các nút bấm điều khiển chức năng cơ bản như đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng. Về trang bị giải trí, cả hai mẫu xe đều sử dụng điều hòa tự động hai vùng với khả năng làm lạnh vô cùng tốc độ, giúp cabin xe được làm lạnh sâu dù ở trong thời tiết nóng lực. Các tính năng chung của Everest và Terra có thể kể đến là kết nối Bluetooth, USB, iPod. Tuy nhiên, Terra 2.5L VL 4x4 sở hữu thêm kết nối AUX, Apple CarPlay, Wi-Fi, đàm thoại rảnh tay. Còn ở phía đối thủ, Ford Everest sử dụng hệ thống điều khiển 3 đặc trưng của Ford giúp dẫn đường và định vị toàn cầu, kết nối radio. Tuy nhiên, tiền nào của nấy nên Ford Everest có tới 10 loa âm thanh và trang bị màn hình giải trí 8 inch tốt hơn hẳn với 6 loa và màn hình 7 inch trên Terra. Về trang bị an toàn, Everest và Terra đều là các mẫu xe được đánh giá là an toàn hàng đầu thị trường nên đều có các tính năng phong phú như chống bó cứng phanh, camera lùi, cảnh báo chệch làn đường giám sát áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và ga tự động. Ngoài ra, Terra còn có thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống an toàn chủ động, dây đai an toàn 3 điểm và 6 túi khí. Ở phía Everest, chiếc xe không kém cạnh với loạt tính năng bao gồm hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử, kiểm soát độ đèo, cảnh báo có xe cắt ngang, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và bảy túi khí. Hiện tại, Nissan Terra 2.5L VL 4x4 đang lắp đặt khối động cơ 2.5L, 4 xi lanh, 16 van DOHC, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm kết nối hộp số tự động 7 cấp. Còn Everest 2.0 AT Titanium nắp đặt động cơ diesel 2.0i4 biturbo công suất tối đa 213 mã lực mô men xoắn cực đại 500 Nm đi kèm hộp số tự động 10 cấp như vậy xét về sức mạnh thì Everest hoàn toàn ăn đứt người bạn tới từ Nhật Bản chưa kể hộp số tự động 10 cấp là trang bị hiếm có hoàn toàn áp đảo hộp số 7 cấp của Terra cả hai mẫu xe đều sử dụng vô lăng trợ lực điện nên cảm giác đánh lái vô cùng nhẹ nhàng Terra sử dụng hệ thống treo trước dạng độc lập với thanh xoắn và thanh cân bằng, treo sau dạng liên kết đa điểm và phanh trước sau dạng đĩa thông gió và phanh đùm phía sau. Trong khi đó Everest nắp đặt phanh trước sau dạng đĩa, treo trước dạng độc lập tay đòn kép, lò xo so trụ và thanh chống lắc, treo sau là loại lò xo so trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu watt. Vì có khoảng sáng gầm xe lớn hơn đối thủ nên Terra vượt địa hình tốt hơn Everest. Chưa kể lốp của chiếc xe Nhật có thông số 255 60 R18, dày hơn mẫu 265 50 R20 của Everest nên sẽ cho cảm giác êm ái hơn. Như vậy, Ford Everest 2019 thực sự cho cảm giác rất vượt trội so với Terra khi sở hữu lượng trang bị dồi dào hơn rất nhiều. Cabin rộng rãi, nhiều công nghệ và vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính. Tuy nhiên, Terra cũng không phải là một mẫu xe tệ khi ăn điểm ở tính linh hoạt và giá bán khá rẻ. Dù vậy, sẽ rất khó để nói Terra có lợi thế thực sự khi đứng trước Firebird. Tuy nhiên, điều này cũng khá dễ hiểu bởi chiếc xe nhật rẻ hơn đối thủ tới 180 triệu đồng.